Sáng ngày 25 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Tuyết Mai, 25 tuổi, trú tại phường Mỹ Bình và Trần Hoàng Khả Vi, 21 tuổi, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 4 năm 2023, Mai rủ Vi đi tìm A, 25 tuổi, nhân viên spa ở thành phố Long Xuyên để yêu cầu cô này trả cho Mai 58 triệu đồng và Vi 160 triệu đồng tiền nợ. Cô này năn nỉ được trả hàng tháng nhưng Mai và Vi không đồng ý. Lúc này, Mai đến móc túi A lấy chiếc điện thoại di động và hơn 1,5 triệu đồng, rồi yêu cầu A lên xe để chở về nhà trọ của A nói chuyện. Tại đây, Mai và Vi yêu cầu cô gái đưa mật khẩu đăng nhập vào các tài khoản ngân hàng trong điện thoại, nhưng cô gái không đồng ý. Mai và Vi thay nhau kiểm tra các thông tin trong điện thoại của A và cầm ngón tay cô này ấn vào điện thoại để mở mật khẩu. Sau khi nhận lại chiếc điện thoại di động Mai trả, A kiểm tra số dư trong tài khoản của mình phát hiện số tiền 27 triệu đồng đã được chuyển đến số tài khoản của Vi.